Hiện tại công ty Aqua sẽ cho tặng cổ phiếu miễn phí cho chúng ta 84 miễn phí khi tất cả hoàn thành nghĩa vụ KYC các bạn. Đây là Aqua, là một công ty hệ sinh thái của khoa học công nghệ rác thải người ta các bạn, và năng lượng mặt trời luôn anh. Cổ phiếu này giá hiện tại của nó là một cổ phiếu cho một token. Con này chương trình nó sẽ là vào tháng 1 2021 nữa mình sẽ bán cổ phiếu được các bạn. Rồi đầu tiên bạn đăng ký email, bạn nút xuống chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Hiện tại công ty này đã có mặt trên hơn 14 quốc gia các bạn. Bạn chọn giùm giúp mình Việt Nam các bạn. Nên chọn Việt Nam. Rồi nghe các bạn. Đầu tiên email chọn cộng 84 đầu, rồi bắt buộc sẽ nhận bắt buộc các bạn. Đây thì bạn nào nó có các bạn nào chưa ấy thì nhắc vào đây các bạn chọn quốc gia Việt Nam nhìn dễ đăng ký các bạn. Rồi, tắt máy luôn. Rồi các bạn bấm nút tiếp theo nha các bạn. Rồi, rồi các bạn nói mail qua nha các bạn. Bạn cố gắng coi hết cái video này, một cái kèo này là một cái kèo rất ngon nha các bạn. Nếu mà nhận 84 cổ phiếu này giá hiện tại 1 đô, nhưng mà lên 2 đô thì các bạn có thể lên 2 3 tài sản này. Khoan các bạn chờ chút nữa các bạn, chờ chút nữa gửi cái email về. Rồi các bạn vô từ spam các bạn. Vô thùng rác đi. Không có. Thì chính. Rồi công ty qua gửi về cho cái email các bạn. Các bạn lục tung tất cả các thư các bạn. Rồi có một cái màu xanh các bạn bấm vào confirm nè. Các bạn cố gắng coi hết cái video của mình nha tất cả các bạn. Vì đây một cái kèo đăng ký này KYC cũng khó thì không khó, nhưng mà dễ thì không dễ các bạn. Như bạn nào biết làm thì rất là dễ, còn bạn nào mà chưa chơi thì hơi khó. Đây là một công ty của rác thải khoa học công nghệ các bạn, bài trừ rác thải. Các bạn nhớ like, share, cập nhật, chia sẻ clip này giúp mình các bạn. Ok, như vậy mình đang nhập vào dự án các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập vào dự án chỗ này, các bạn chưa có cổ phiếu đúng không các bạn? Các bạn phải hoàn thành KYC các bạn. Rồi các bạn để KYC, các bạn click vào cái hình này nè các bạn, hình màu xanh nè. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn chọn dữ liệu cá nhân nha các bạn. Sau khi chọn dữ liệu cá nhân đây thì nó kêu mình điền cái những ngày thanh, ngày sinh, tháng năm sinh này nọ, hơi khó các bạn. Các bạn chuyển chọn vào qua cho gạch trên đầu giúp mình các bạn. Các bạn nhấp vào chọn trang web cho máy tính giúp mình nha các bạn. Rồi. Sau khi nhấp vào trang diện cho máy tính các bạn chờ lót chút các bạn. Rồi sau khi ra giao diện trên web cho máy tính các bạn bấm vào nút để thay đổi dữ liệu nha các bạn. Rồi các bạn ghi đầu tiên họ nè. Các bạn ghi tên mình, họ mình vào các bạn. Mình dùng Hồ Quỳnh, mình ghi Hồ Quỳnh nè. Đây thì tên tên đầu tiên các bạn ghi tên ảnh của mình nha các bạn, tên của mình nha các bạn. Rồi tên đệm các bạn ghi văn nha các bạn. Rồi các bạn nhập số chứng minh nhân dân của mình vào nha các bạn. Rồi đây chọn, các bạn chọn ngày, chọn ngày, ngày của giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp nha các bạn. Còn đây thì ngày sinh, các bạn chọn ngày sinh của mình vào các bạn. Các bạn bấm vào nút quốc tịch quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Đâu trời. Rồi chọn quốc gia Việt Nam luôn. Đây nè, đây nè. Rồi các bạn. Rồi đây chọn, các bạn chọn ngày cấp nha các bạn. Ngày 21 tháng 1 nè, năm 2008 nè. Rồi xong các bạn. Ngày 21 tháng 1 tháng 8 đây, số chứng minh nhân dân, tên, điểm này các bạn ghi quốc tịch của nhau ra. Địa chỉ đăng ký thì các bạn ghi ấp nha các bạn. Còn các bạn ghi ở thành phố nào ghi số nhà, địa chỉ các bạn vào nha các bạn, mình ấp thành lợi nè. Ấp thành lợi. Xã Vĩnh Trung. Châu Phú, An Giang các bạn. Này rất là dễ rồi nha các bạn. Rồi đây thì các bạn dán tên mạng xã hội của mình vào các bạn. Nhập mạng xã hội ID.
Các bạn có mạng xã hội nào các bạn đi vô, ví dụ như Instagram, mình thì A Còng đi. A Còng Instagram, Telegram mình là anh 1122. Rồi, mạng xã hội. Ở cái mạng xã hội này là các bạn xòi này, các bạn copy cái đường link Tiger này nọ đâu cũng được các bạn. Để mình lấy đường link Tiger của mình. Đường link Tiger của bạn, còn đây thì Telegram ID. Telegram ID thì các bạn mở cái Telegram của mình vào nè. Các bạn mở Telegram lên nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái gạch nè. Các bạn vào setting nè. Rồi các bạn copy cái Telegram này ba, cộng anh 1133. Rồi các bạn trở về nha các bạn. A Còng anh 1133 nè các bạn. Đây thì mình lấy cái đường link theo word của mình nha các bạn. Đây thì nó yêu cầu mạng xã hội theo word các bạn, tại vì mình các bạn có tất cả các mạng xã hội nào các bạn copy đường link nào cũng được chứ các bạn. Đây thì mình có mạng xã hội theo word thì mình lấy theo word các bạn. Instagram cũng được. Nghe các bạn copy cái mạng xã hội các bạn paste vào đây nha các bạn. Các bạn thông cảm sáng máy của mình nó bé quá. Rồi, các bạn tải lên cho nó một ảnh hồ sơ của mình là hình chắc cá nhân của mình, các bạn nhấp vào nha các bạn. Anh em tải lên một cái bức ảnh giấy chân dung của mình nha anh em. Rồi anh em bấm vào một tải tải về tài liệu luôn anh em. Anh em tải lên một giấy chứng minh nhân dân, một trước một sau luôn các anh em. Tải về tài liệu nè, anh em bấm nút tệt nè. Rồi anh em gửi lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước nè. Tải về tài liệu một trước không ha, để máy mình lót nha các anh em. Rồi anh em bấm vào cái tải về tài liệu luôn nha tất cả anh em. Anh em bấm vào một tệp nè. Anh em chọn vào giấy chứng minh nhân dân một sao luôn nha tất cả anh em. Kỹ tá. Sau khi anh em tải lên giấy chứng minh nhân dân một trước, hình khuôn mặt của mình giấy chứng minh nhân dân một trước giấy chứng minh nhân dân sau, anh em bấm nút tiết kiệm nha tất cả anh em. Sau khi gỡ mẫu tiết kiệm nó gỡ mã về một cái mail, anh em mở mail vào một cái feed. Nãy gì mình tải thiếu bức ảnh. Nó gỡ cho anh em về một cái mã, anh em copy cái mã này nha tất cả anh em. Anh em bắt vào đây nè. Rồi anh em bắt vào tất cả anh em. Ôi trời. Rồi anh em bấm nút tiết kiệm nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em copy cái ID này nha tất cả anh em. ID của mình nè. Anh em copy nè. Anh em bấm sao chép nè. Rồi anh em qua bên bình luận của nó nè tất cả anh em. Anh em ghi vào ID. Hai chấm. Anh em bắt ID vào nha tất cả anh em. Rồi anh em xuống dòng. Anh em gửi cho email nữa nè. Email. Hai chấm. Anh Nhân Quỳnh nè. Anh em gửi cho anh em. Rồi mình có để một cái bức link Facebook của nó, anh em chỉ việc vào bấm nút chẳng thích rồi anh em gỡ lên cái ảnh cho nó tất cả anh em. Nè, anh em chỉ việc bấm thích rồi anh em bấm nút mở ra.
Rồi tất cả anh em thoát ra nghe tất cả anh em, sau cũng khoảng một sau khi tất cả anh em đăng ký xong, anh em request lại trang web nha anh em, là anh em sẽ nhận được 84 cổ phiếu. Anh em chỉ việc lấy cái link ghép mình chia sẻ giới thiệu, mỗi một lượt ghép anh em sẽ nhận được 48 đồng cổ phiếu nha tất cả anh em. Đây là một dự án rất là tiềm năng nha tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc, anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.